Nghi Xuân, Hà Tĩnh là một vùng địa linh nhân kiệt, đại diện cho văn hóa miền Trung và của cả nước. Miền đất này không chỉ có nhiều danh nhân nổi tiếng như đại thi hào Nguyễn Du, danh nhân tài ba Nguyễn Công Trứ, mà còn là một miền quê đã và đang ẩn chứa nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể với nhiều danh lam thắng cảnh. Kho tàng di sản văn hóa ấy là sự tích tụ của bao trí lực sáng tạo của lớp lớp tiền nhân để lại. Non nước sơn thủy hữu tình và những danh lam thắng cảnh đã được tạo hóa ban tặng và điểm tô bằng công sức ngàn đời nay mà có. Câu hát tương truyền của cụ Uy Viễn: trước Lam Thủy, sau Hồng Sơn, nhà nào đọc sách gảy đờn, nhà anh, lại là niềm tự hào về con người ở đây. Người cầm thư cung kiếm, hiển họa cao khoa. Nhưng không chỉ có tao nhân bạc khách, khanh tướng công hầu, không chỉ có quan tiên điền, mà còn có những con người biết làm nên ló xuân viên, tiền hội thống, trống đan tràng, đục tràng đan phổ, biết mở ra chợ quế, chợ đình, trên bộ dưới thuyền, bán buôn tấp nập. Bên những con người tài cao đức trọng được lịch sử ghi tên, còn có những con người được dân gian đời đời truyền tụng. Một Vũ Đức Huyền, thánh sư địa lý Tả Ao, một Hà Thiềm, thợ khắc đá tài hoa, một Ngô Trát, ông lão mở đường chuông ghép. Tất cả những con người ấy đã để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử Nghi Xuân bằng những sáng tạo văn hóa tinh thần và vật chất mà ngày nay người ta còn được chiêm ngưỡng. Một tục lễ mừng thọ, một lễ hội cầu ngư, một pho truyện Kiều, một tiếng hát Ả Đào cổ đạm, một thể thơ hát nói của Nguyễn Công Trứ không chỉ là báu vật của địa phương mà còn là báu vật của cả dân tộc. Trong thời gian vừa qua, mình luôn xác định là phải đi lên bằng văn hóa và du lịch để nhằm một cái định hướng phát triển kinh tế văn hóa xã hội nhà. Cho nên Nghi Xuân đã có nhiều cái giải pháp để làm tốt công tác tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị này. Đặc biệt là đã làm tốt công tác quy hoạch, rồi bảo tồn các cái giá trị nguyên gốc, đặc biệt là huy động được các nguồn lực xã hội hóa để làm tốt việc này. Và trong thời gian vừa qua thì hầu hết các di tích có giá trị đã được bảo tồn, khôi phục và phát huy để làm các cái điểm đến của du khách nghiên cứu, tham quan và tìm hiểu. Tên gọi Nghi Xuân có từ năm Kỷ Sửu Quang Thuận thứ 10, 1469. Đây là vùng đất thịnh vượng, vì thế Kinh Dương Vương đã định chọn đất này làm đế đô. Vận động kiến tạo địa chất với nhiều lợi thế, từ núi theo sông mà lần ra biển. Văn minh loài người cũng được sinh ra từ đó. Bởi thế mà Nghi Xuân có một kho tàng di sản văn hóa đồ sộ, những địa danh kỳ bí, những vẻ đẹp hoang sơ, độc đáo lạ thường. Những hiện vật này được các nhà khảo cổ học khai quật trong thời gian qua tại di chỉ cấp quốc gia Bãi Cọi thuộc xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, khẳng định miền quê này rất trù phú, có nhiều phong tục tốt đẹp, có tính cội nguồn sâu nặng. Con người có mặt nơi đây rất sớm, sự giao thoa của hai nền văn hóa Đông Sơn, Sa Huỳnh. Những giá trị văn hóa của di chỉ khảo cổ học phôi phối Bãi Cọi đã đang có nhiều tiềm ẩn thu hút sự quan tâm của các nhà khảo cổ học trong và ngoài nước. Nghi Xuân bát cảnh, thế đất tam hợp của núi sông và biển trung tụ đã tạo nên một bức tranh nhiều sắc màu về cuộc sống của đất và người Nghi Xuân. Đó là vẻ đẹp kỳ bí của Hồng Sơn liệt trướng, là sự no đủ của đan nhai quy phàm, sự sống động của song ngư hí thủy, sự linh thiêng như cô độc lâm lưu
là vẻ đẹp thơ mộng của giang đình cổ đô. Sự bí ẩn của quần mộc Bình Sa là sự uy nghi như uyên rừng danh tự, là sự đông đúc xôm vầy như hoa phẩm thắng triền. Bấy nhiêu di tích là những kỷ niệm thiêng liêng có ý nghĩa giáo dục khá hùng hậu. Từ hàng trăm, hàng ngàn năm nay, những lùm cổ thụ, những chứng tích lịch sử, những thành lũy cổ kính, những tấm bia, những pho tượng bằng đất gỗ đã nứt nẻ đó vẫn góp phần quan trọng vào việc bồi dưỡng tinh thần yêu chuộng lý tưởng và ý chí hy sinh cho chính nghĩa của các thế hệ thanh niên. Trải qua bao thăng trầm biến chuyển của lịch sử, một số di tích đã bị mai một, nhưng Nghi Xuân đã cố gắng tôn tạo và gìn giữ, lưu truyền cho đời sau những di tích trở thành điểm du lịch về với cội nguồn lịch sử. Hà Tĩnh xác định là huyện Nghi Xuân là một trong 4 huyện trọng điểm phát triển du lịch của tỉnh, bởi vì ở Nghi Xuân có hội tụ đủ các yếu tố để phát triển du lịch. Nghi Xuân có cái bãi biển, khu du lịch biển Xuân Thành là một trong những bãi biển đẹp, có cái du lịch để phát triển cái văn hóa danh nhân như là cái khu lưu niệm Đài Thi Hào Nguyễn Du, rồi là phát triển du lịch tâm linh như là ở đền Củi, rồi là đền thờ Nguyễn Công Trứ. Một Nghi Xuân với thế núi nguồn sông đã tạo nên một vùng địa linh tiếp nhận cái vương khí của hai miền Nam Bắc hội tụ. Một Nghi Xuân tuy nhỏ hẹp nhưng địa hình đa dạng và phong phú, từ đồng bằng Chiêm Trũng đến đồng bằng cát ven biển. Khí hậu thời tiết Nghi Xuân khắc nghiệt, gió lào cát trắng, hạn hán lũ lụt thường xuyên, để cho những con người Nghi Xuân hôm nay thêm phần rắn rỏi kiên gan trước thiên nhiên bất hòa, nhưng đã tạo nên một Nghi Xuân hài hòa thế núi nguồn sông, cũng như tính cách con người trầm tĩnh mà linh hoạt, tiềm ẩn một tâm thế sẵn sàng vì một Nghi Xuân chuyển mình và đổi mới. Phải biết gắn kết giữa du lịch văn hóa danh nhân, du lịch văn hóa tâm linh và du lịch biển. Xác định được cái việc đó thì trong thời gian vừa qua là Nghi Xuân đã quan tâm đầu tư để xây dựng các cái hạ tầng phát triển du lịch, đồng thời là làm tốt cái nhiệm vụ quy hoạch để phát triển du lịch và xác định cái định hướng cho phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Nếu như nói núi Hồng Sông Lam là biểu tượng của vùng đất văn hóa văn hiến xứ Nghệ thì Nghi Xuân được ưu ái nằm gọn trong vòng tay đó của tạo hóa. Núi Hồng Lĩnh có 99 đỉnh nhấp nhô, thấp thoáng giữa màn sương bao phủ, mờ mờ, ảo ảo, kỳ bí đến lạ thường. Đỉnh cao nhất tới 678 mét. Dưới chân núi Hồng Lĩnh là những hồ nước ngọt trong xanh, nước có quanh năm không bao giờ cạn. Đây là nguồn tài nguyên nước phong phú, cần được phát huy và bảo tồn. Truyền thuyết có đàn chim hồng 100 con định về yên tọa, nhưng chỉ có 99 đỉnh núi. Vì đỉnh thứ 100 dù là đỉnh ngọc nhưng lại tách ra đứng một mình, nên con chim còn lại không xuống đậu, làm cả đàn cùng bay đến nơi khác, để lại bài học phải biết đoàn kết trong một cộng đồng. Và 99 ngọn núi hồng có tên từ đó. Là đối với cái dãy núi Hồng Lĩnh thì nay chúng tôi đang tập trung cho phát triển cái một là du lịch sinh thái xung quanh chân núi Hồng Lĩnh, hai là hiện nay đang quy hoạch một cái thiền viện trúc lâm Hồng Lĩnh với hơn 300 hecta để nhằm phát triển một cái trung tâm Phật giáo huyện nhà để phục vụ cho bà con tham gia các hoạt động văn hóa tín ngưỡng tâm linh, và đặc biệt là cũng làm một cái điểm du lịch để cho du khách khi về đến với Nghi Xuân mà quan tâm đến cái lĩnh vực Phật giáo cũng như quan tâm đến cái danh thắng núi Hồng nói riêng. Chùa Diên Phúc nổi tiếng linh thiêng, chùa hiện đang trùng tu và thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh đang được xây dựng, góp phần tô thắm cho núi Hồng Sông Lam Hà Tĩnh gắn liền với những trang sử vẻ vang của đất nước
truyền thống văn hóa đạo Pháp đồng hành cùng dân tộc. Toàn khu du lịch sinh thái tâm linh có diện tích khoảng 350 hectare, sẽ là một thiền viện có tầm cỡ quốc gia, đồng thời còn là thắng cảnh du lịch tâm linh cho những ai muốn tìm về chốn thiền môn, sống trong những giây phút an lạc màu nhiệm, là mái ấm tình thương cho những ai muốn nương nhờ cửa Phật. Đây là một trong những dự án có ý nghĩa với cộng đồng xã hội, là điểm nhấn để Nghi Xuân thu hút khách du lịch. Nằm bên dòng sông Lam thơ mộng là đền Củi, một ngôi đền linh thiêng thờ Thánh Mẫu, thu hút nhiều du khách. Đền được xây dựng theo kiểu chữ tam, gồm 3 tòa, mỗi tòa 3 gian, tòa lạc trên núi Khu Độc, thuộc dãy Ngũ Mã, hướng về phương Bắc. Các tòa điện cao dần theo thế núi uy nghiêm, đường bệ, dưới bóng nhiều cây cối cổ thụ. Trước đền sông nước mênh mang tạo nên không gian kiến trúc huyền ảo linh thiêng. Từ xưa đến nay, đền Củi luôn gần gũi trong đời sống tâm linh của người Việt. Mặc dầu đã qua nhiều lần tu sửa, nhưng đền Củi vẫn giữ được kiến trúc nguyên sơ, cổ kính, linh thiêng. Nhất là mấy năm nay thì Tùng Du sửa chữa nhiều, cháu thấy sân đền rồi tấm quan này, bờ kè rồi là biển tất cả mới làm trong 3-4 năm này, khi nhà đây lễ nhà đấy mới làm đây. Anh thấy càng lúc càng khang trang, càng đẹp đẽ. Hơn nữa bởi đấy thì có cái vệ sinh môi trường á, nhà đền chủ tâm là rất tốt. Anh thấy là về vệ sinh môi trường có lẽ tốt nhất từ xưa đến bây giờ. Anh thấy khách đến thì có những cái chỗ để khách ngồi chơi, thì có cây cối hóng mát rồi, có đủ những cái phương tiện giá cần thiết cái gì thì để bảo hỏi nhé, và có xuất bản một số sách để phục vụ với đọc về cái tài liệu và về cái tìm hiểu cái lịch sử đền, thì mời các quán đều có hết cả để người ta hiểu được cái đền Củi như thế nào. Đền Củi đầu đề là danh đền Củi linh thiêng và huyền diệu đấy. Từ lâu đời rồi, từ lúc cô còn nhỏ cũng đã theo đội ông bà vào đây để thắp hương ông Mười. Thì nói chung là tất cả ngoài dân nhà cô hoặc là gia đình nhà cô cũng rất là linh nghiệm ông Mười. Hàng năm thì nhà cô cũng cố gắng, cái thứ nhất là đi du lịch, cái thứ hai là ghé vào thăm thắp hương ông Mười để xin cho gia đình đoàn kết, cha mẹ mạnh khỏe, con cháu bình an. Sông Lam với chiều dài 432 km bắt nguồn từ đại ngàn Trường Sơn. Đoạn cuối của dòng Lam uốn lượn, quanh co dưới chân núi Hồng Lĩnh, tạo thành bức tranh thủy mạc hùng vĩ mà nên thơ. Theo truyền thuyết, thời vua An Dương Vương mở nước đã từng đặt chân đến nơi này. Trải qua mấy nghìn năm văn hiến, núi Hồng sông Lam đã tích tụ lắng đọng nên khí chất lẫm liệt của những người con xứ Nghệ, trở thành biểu tượng của một nền văn hóa đặc trưng vùng miền, đậm đà bản sắc dân tộc. Nghi Xuân là huyện có nhiều di tích danh thắng được xếp hạng cấp quốc gia. Nhưng nổi bật nhất là khu di tích Đại Thi Hào Nguyễn Du, từ đường và lăng mộ Dinh Điền Sứ Nguyễn Công Trứ, là điểm du lịch văn hóa danh nhân tiêu biểu nhất của huyện. Điều càng sắc sảo mát mà, số bề tài sắc lại là phần hơn, làn thu thủy nét sơn sơn. Câu chuyện về truyện Kiều của Đại Thi Hào Nguyễn Du ở làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh còn vang mãi với thời gian và là niềm tự hào của cả dân tộc, và là cú huých trong ngôn ngữ tiếng Việt, là kho sử sống, là bầu tâm sự sâu sắc, là tiếng nói đòi quyền lợi hạnh phúc, tình yêu, tự do và công lý. Đại Thi Hào Nguyễn Du là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam và cũng là niềm tự hào của người dân Hà Tĩnh. Khu lưu niệm Đại Thi Hào Nguyễn Du đã được xác định là điểm du lịch quốc gia. Thế thì gắn với các cái điểm du lịch khác trên địa bàn Hà Tĩnh cần phải có một cái sự kết nối và lấy cái sự kiện kỷ niệm
ngày sinh của Đại thi hào Nguyễn Du trở thành một cái điểm nhấn trong năm, trở thành một cái sự kiện để thúc đẩy cái công tác xúc tiến quảng bá, làm gây một cái ấn tượng cho Hà Tĩnh trên các cái thị trường mà người khách đến đây, để người ta biết đến Hà Tĩnh nhiều hơn bằng những các cái sự kiện, những cái danh nhân, những cái cảnh danh lam thắng cảnh và những cái dấu ấn mà rất đặc trưng Hà Tĩnh cần phải lồng ghép trong các hoạt động sự kiện gắn với ngày sinh của Đại thi hào. Nửa đêm qua huyện Nghi Xuân, bâng khuâng nhớ cụ, thương thân nàng Kiều, hỡi lòng tê tái thương yêu, giữa dòng trong đục cánh bèo lênh đênh. Ta cần có thơ Nguyễn Du trong cuộc đời, cần có tình Nguyễn Du trong sự sống, nên càng cần hiểu biết về ông. Tác phẩm truyện Kiều gần như lột tả được hàng ngàn tâm trạng, ai cũng thấy bóng dáng của mình trong đó. Bởi vậy, người dân Nghi Xuân, đặc biệt là làng Tiên Điền và làng Xuân Liên, đã khắc cốt ghi tâm truyện Kiều của Nguyễn Du. Họ trân trọng Nguyễn Du và truyện Kiều bằng cách lưu truyền cho hậu thế những tác phẩm chèo Kiều tiêu biểu. Những nghệ nhân đã gửi gắm cái tình, cái ý và cái cốt cách của truyện Kiều Nguyễn Du vào trong từng làn điệu chèo Kiều, để rồi gìn giữ mãi bản sắc văn hóa độc đáo đó đến ngày nay. Chèo Kiều đã được sân khấu hóa tại chính quê hương ông để tưởng nhớ đến con người và sự nghiệp văn chương của ông. Đường ngân chớ có lo xa, thì chúng ngân ai mặn ý mà. Chỉ nghe rằng một việc không nên, vì lương cao bác giờ cũng cố gắng trong cái tuổi đời là còn bao nhiêu nữa phải phấn đấu gìn giữ và đào tạo, là để cho cái văn hóa là phi vật thể này được ngày càng phát triển theo cái thời đại mới. Khu di tích văn hóa Đại thi hào Nguyễn Du là một quần thể di tích thuộc xã Tiên Điền ngày nay, đã trở thành một địa chỉ du lịch hấp dẫn, hàng năm thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan, nghiên cứu và khám phá, để được sống trong không khí văn hóa thi vị, đậm đà bản sắc nghệ tĩnh. Khu di tích này được hình thành và tôn tạo từ những năm đầu thập kỷ 60, tọa lạc trên khuôn viên rộng hơn 40.000 m2, với kiến trúc xây dựng hài hòa, với nhiều cây xanh, cây cảnh tỏa bóng mát. Đặc biệt phía trước bia có hai cây muỗng cổ thụ do cụ Nguyễn Quỳnh, ông nội Nguyễn Du trồng, tính đến nay đã có tuổi thọ hơn 300 năm. Đến với khu di tích này thì em đã được tìm hiểu thêm về thân thể và sự nghiệp của Nguyễn Du cùng nhau quê hương của ông. Thì em thấy rằng mình phải tìm hiểu thêm nhiều hơn về lịch sử cũng như văn học Việt Nam, để mình tự hào với đất nước ta đã có một đại thi hào như Nguyễn Du, để cho mình càng cố gắng noi gương, thế hệ đi trước cố gắng học tập, tiến tới vươn lên. Từ đường và lăng mộ Dinh Điền Sứ Nguyễn Công Trứ cũng là điểm du lịch văn hóa hấp dẫn, thu hút nhiều du khách. Đền và mộ của ông hiện ở làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân. Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông. Đặc biệt ở ông là chí làm trai, dám xả thân, không ngại hy sinh gian khổ, không cam chịu cuộc sống tầm thường, quyết làm được cái gì xứng đáng cho dân, cho quê hương, đất nước. Tất cả những việc ông làm đều xuất phát từ nhân cách tâm hồn. Dù sống trong cảnh nghèo, làm quan ở cái thời nhiễu nhương, nhiều lúc bị đối xử bất công,
nhưng ở cương vị nào, ông cũng làm tròn chức phận của mình. Là một ông quan giữ đúng, thanh cần, thận trực. Là một con người, ông có đủ trung dũng trí tín. Ông là một phẩm cách cao đẹp, luôn luôn nhập thế hành động vì cuộc đời, vì con người. Cổ Đạm được xem là đất tổ, cái nôi của ca trù. Những làn điệu đã làm ngây ngất lòng người. Ta có thể dễ dàng cảm nhận được ca trù ở đây, nó như ngấm vào máu, vào thịt mỗi người dân. Ca trù là một loại hình nghệ thuật tổng hợp, vừa đàn, vừa hát, vừa mang tính chất dân gian, vừa mang tính bác học. Tháng 10 năm 2009, ca trù được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại, cần được bảo vệ khẩn cấp, là niềm vinh dự lớn lao cho Nghi Xuân nói riêng và cả nước nói chung. Sau khi mà được khôi phục và phát triển thì cái ca trù của Nghi Xuân phát triển tương đối, đã nhiều lần hội thi hội diễn thì đạt được cái thành tích rất là cao. Đấy. Cụ thể như hiện nay đang thường xuyên luyện tập và hướng dẫn cho cái thế hệ trẻ. Sau những nghiên cứu và trải nghiệm hết những danh lam thắng cảnh, thì biển Xuân Thành là một thiên tạo bí ẩn. Khi trầm mặc, khi sao động dạt dào sức sống. Biển là một sinh thể với tâm hồn phong phú, được cách điệu bằng những nét nhạc, khiến cho con người mỗi khi về với biển lại có cảm giác khoan khoái với một sự lãng mạn suy tư. Khu du lịch biển Xuân Thành là một cái khu du lịch mà có cái vị trí địa lý là khá thuận lợi, là một trong những bãi biển đẹp của Hà Tĩnh và của cả khu vực. Khu du lịch biển Xuân Thành có cái cảnh quan giữ được cái vẻ hoang sơ của thiên nhiên, thân thiện với môi trường. Khu du lịch biển Xuân Thành lại nằm kề cận thành phố Vinh, là một trong những thành phố lớn của khu vực miền Trung. Con người ở Xuân Thành, khu du lịch Xuân Thành thì phải nói là rất là mến khách, thân thiện. Và đây sẽ là một trong những khu nghỉ dưỡng biển có giá trị ở trong khu vực. Bồng bềnh trên sóng nước của biển Xuân Thành, ta mới thấy hết cái vẻ đẹp hoang sơ, mênh mông bờ bãi. Bãi cát sạch, trắng xóa, những rặng dừa, những rừng phi lau, những cây muống biển khoe sắc tạo nên một khung cảnh lãng mạn, thơ mộng. Từ xa nhìn vào, thấp thoáng những đoàn thuyền đánh cá nối đuôi nhau cập bến. Biển Xuân Thành thì có lời khuyên chúng ta cần phải thực hiện nghiêm túc những gợi ý về những giải pháp trong quy hoạch phát triển của tổng thể của tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời phải giữ được cái môi trường biển cho nó đảm bảo sự nguyên sơ, cũng gọi là
những cái giá trị độc đáo của sinh thái biển, làm sao mà các cái thiết kế các khu nghỉ dưỡng biển ở đây giữ được cái phong cách đặc trưng của Hà Tĩnh gắn với văn hóa bản địa mà giữ được các cái giá trị của sinh thái biển để có những cái kỳ nghỉ hữu ích cho du khách. Bình minh trên biển cũng là lúc những ngư dân bám biển trở về với đầy ắp hải sản tươi sống. Người dân Nghi Xuân chủ yếu sống bằng nghề biển. Biển cho họ cái ăn, cho họ nguồn thu nhập chính. Làn da rám nắng của người con vùng biển này đã mang đầy sự mặn mòi của biển, đem đến cho du khách những đặc sản tươi sống. Lần đầu tiên bọn em có mặt tại bãi biển Xuân Thành và em thấy rằng là cái dịch vụ và chất lượng dịch vụ ở đây em nghĩ rằng là rất là tốt. Sau hơn 15 năm đưa vào khai thác, đến nay đã có trên 150 đơn vị cá nhân trong kinh doanh tại khu du lịch. Mỗi năm thu hút trên 300.000 lượt du khách trong và ngoài nước. Hiện nay chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm nhiều nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hạ tầng, rồi tích cực xúc tiến các hoạt động quảng bá và kêu gọi các tổ chức, các đơn vị, con em quê hương ở trong và ngoài nước đầu tư về Xuân Thành, làm đa dạng hóa các loại hình du lịch, từng bước xây dựng Xuân Thành phát triển tương xứng với cái tiềm năng lợi thế sẵn có. Không như những bãi biển du lịch khác, biển Xuân Thành được thiên nhiên ban tặng cho một dòng sông nước ngọt mang tên Mỹ Dương, bắt nguồn từ núi Hồng Lĩnh bao quanh, với những rặng dừa ngày đêm soi bóng, tạo nên một không gian mát mẻ, chảy song song theo chiều dài bãi biển. Nước ở đây không bao giờ cạn. Nghi Xuân là một huyện quê hương sinh ra đại thi hào. Hiện nay chúng tôi cũng đã tích cực chuẩn bị các hoạt động để cùng với tỉnh và trung ương tổ chức hoạt động này. Đặc biệt là hiện nay chúng tôi đang quan tâm đầu tư các cái hạ tầng cơ sở vật chất phục vụ cho ngày lễ kỷ niệm. Rồi là cùng với ngành văn hóa tỉnh tổ chức tu bổ tôn tạo một số hạng mục tại khu du lịch để tiếp tục phát huy cái di tích đặc biệt khu di tích Nguyễn Du. Và hy vọng rằng các hoạt động của kỷ niệm 250 năm sẽ phục vụ tốt cái nhu cầu của du khách về dự lễ kỷ niệm. Toàn cảnh đó còn đương đòi hỏi ai sống cõi Lam Hồng nên cùng nhau tô điểm lấy non sông cho xứng đáng với con hồng cháu lạc. Vâng, dẫu biết rằng phía trước là một Nghi Xuân đầy hiển hách, nhưng chắc chắn rằng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương, miền quê ấy sẽ là một điểm đến lý tưởng. Chiều về gió nồng ngọt giọng đò đưa đêm trăng hát bồi ngắm khung treo kia.